Xin chào chị ạ, chị có thể giới thiệu qua về bản thân mình cũng như là có thể chia sẻ cái cảm nhận của chị sau khi sử dụng dịch vụ tư vấn phong thủy của bên Phong Thủy Minh Tuấn không ạ? Chào các bạn, tôi là Vũ Thị Cẩm Tú, giám đốc công ty cổ phần nhà đất Thủ Đô. Hiện nay chúng tôi đang phân phối các căn nhà của dự án Vinhomo Spark huyện Gia Lâm, Thủ Đô Hà Nội. Sau khi được Minh Tuấn giới thiệu và tư vấn về phong thủy nhà ở, tôi hiểu ra rằng đây là một môn rất là khoa học, chứ không phải là một môn mà mê tín dị đoan như mọi người thường nghĩ. Thế và thực tế tôi thấy rằng là khi mà tôi sử dụng cũng như là các vật phẩm cũng như là khi được tư vấn và tôi sử dụng các vật phẩm mà Minh Tuấn khai quang đấy cho căn nhà của mình cũng như là các văn phòng của công ty, tôi thấy bản thân tôi thì thấy thoải mái dễ chịu hơn, còn các nhân viên ở trong công ty thì vui vẻ hơn, làm việc hăng say hơn và tràn đầy năng lượng hơn. Vì thế tôi mong rằng Minh Tuấn sẽ lan tỏa được cái giá trị của phong thủy tới mọi người để cho các công ty luôn luôn phát triển cũng như nhà ở được an lành hơn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Cẩm Tú ạ.